Giang đi. À, máy còn lại lấy chung hai đi. Chung hai người ok. Ok biết rồi. Đưa bay. Đưa bay mà lên hết nắng mới còn. À, này này này, Úc qua đây Úc, à, chị ba từ từ lên cánh không, mở mở tới chăm. Để bây giờ chăm đâu? Trung hai rồi, máy chung hai, máy luôn. Đây, 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 Cuối đầu. Qua đây nha. Ừ, xong rồi, canh ơi. Vô cái giữ lại, nó chô ra lại. Đó, mày qua đây nè. Quán cắt. Đâu qua đây, ba người. Ba người. Qua đó là... Qua chạy đi. Rồi, chú Bày. Máy xong. Nha, chú Bày. Máy. Máy chạy. Cậu mày lên, cậu mày. 70-200. Rồi, mở từ ngoài vô luôn. Chú Bày, máy chạy. Mở từ ngoài vô luôn. Cẩn thận cái điện thoại cẩn mật cho mày. Giờ cao đi, giờ cao luôn chị. Ok, dạ, yeah, rồi, Úc, đẩy từ đó vô từ. Máy chạy. Rồi, máy chạy. Máy. Viết. Mày lại đâu anh chị lấy chữ lúc nào mà em leo đây mặt bên đây và cái tư vô quay chữ người lại người đây ở ngoài có lên rồi là để cửa vô có rồi ha. Rồi làm ra chữ bài đầu tiên là Giang chữ quay phim đi ca máy chạy luôn Giang đứng sẵn máy chạy để hai nhà hai hai máy chạy Giang Tiết chế lại. Em chửi đây là Giang. Tiết chế lại. Máy chạy. Máy, không sao. Viết. Viết. Trời ơi, mày lên mày mở cửa không? Tao đốt nhà mày nha, sao nha. Rồi mày đọc đáo tao, mày bơm hàng. Mày nghĩ đi, tao đâu có dí vào vô cổ mày. Rồi bây giờ mày không trả tiền tao. Rồi bây giờ mày trốn luôn hả sao? Mày ra đây mày trả tiền cho tao sao? Sao ơi là sao? Chỉa đây nè, mày bóc hết đó. Mày chỉa tao không kia mặt tao bự với mẹ. What the hell? Mày chỉa đi rồi mày chửi phụ coi. Dạ. Sao ơi sao? Mở cửa ra đi. Để chị lại tao vô tao đốt nhà mày bây giờ. Rồi đó có rồi. Tiếp đến Úc.
quay qua Út đi, cái đó ngoài có hết rồi, quay qua Út. Út, à, Tư, mày chửi đi Tư. Tư, bé Tư, Giang. Bé Tư, mày chửi bé Tư bên trình diễn à. Ok, má chạy, Giang. Đến bên mày bé Tư. Đó có hết rồi, đừng tham. Chỉ lấy đúng điểm leo thôi. Hiểu chưa? Ngoài lấy hết rồi lấy gì nữa? Giết. Bé Tư, mày chửi phụ hai bé Tư. Từ từ, xe xe xe. Giết. Chửi phụ hai bé Tư. Dạ, để em. Chị sao? Chị sao ơi? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao chị em mua bán cho chị? Mày chứng trả tiền. Chị em chơi nhà mười mấy lắm. Đặt hàng ngày trời, bom không trả tiền. Đứng ngoài cổng nhà kêu là vô cổ, đáp cổ luôn. Mà không có một chút xíu lên tiếng. Chị bị cái gì vậy? Chị không phải tên xấu, chị tên xạo đó. Chị nghĩ sao vậy? Em đang nghĩ chị. Em làm chị. Trời ơi, em làm chị. Kêu mày chửi chứ tao có kêu mày lại người bây ta. Bây giờ Giang, anh cứu Giang, leo lên ha. Leo lên kia kia là mở cửa vô ha. Leo lên hả? Leo lên cái cuối đây, mở cửa ngang có chạy. Bên đây, bên đây. Ok, như vậy, à, cửa, máy. Máy chạy. Giết. Mày mở cửa thì sao rồi? Mày có tin tao đốt nhà mày, tao giết mày. Tao giết. Tao giết mày sao? Tao giết mày. Có rồi, các anh xuống đây. Tập 1 là như là tao đánh rồi. Sáu ba năm, sáu ba năm. Đây là lá tội. Là đầu tiên, giờ sống vô, vô. Diễn vô ha. Rồi đây, bây giờ bà mở cửa không? Tôi vô đến trong rồi. Tôi vô trong là cấm địa rồi. Bà không mở, tôi đốt nha. Bà không mở, tôi đốt nha. Rồi tới nay. Nè. Bà cầm rồi. Bà không mở. Đầu tiên nè, đầu tiên. Bà lên dây dịu vô. Dịu vô, dịu. Dịu vậy má, dịu mấy má. Ủa mấy má làm cái gì mà con đi tới cái đằng kia mà con còn nghe giọng má luôn đó. Trời ơi, bà sao? Bà bị cầm cái gì vậy? Chắc bà không nói được. Trời ơi, mọi người im, không dám nói. Mọi người im, không dám nói thì dịu đó. Ủa, nếu không nói thì con về đó. Giờ không nói con về nha. Bà ta nhắc thoại. Giờ không nói là con về đó. Má làm cái gì mà má la sùm lên con đi từ đầu khẩu mà con còn nghe luôn á. Tao nói nhỏ quá mà. Đúng rồi. Sao nó chị hai. Chắc các bạn đi câm hay gì đó không được. Chưa, câu này chưa được vô miếng này. Đi câm sao? Tiếp. Bà tôi này, bà này hồi bữa bà đặt rau, bà không chịu lấy. Anh Cúc đều quen. Bà Tư rồi. Bữa bà Sáu á, bà đặt thằng má con á. Bà đã đời, tự nhiên giờ bà không chịu lấy. Ừ, không được lấy. Bữa hổm đặt mà không chịu lấy. Bữa âm đặt mà không chịu lấy. Sao á, bữa nếu mà đặt chồng chịu lấy thì em phải biết chứ. Sao á. Bây giờ nếu mà đặt thì không có nói. Cái làm cổ này, coi như em không biết đi. Câu chuyện này đã được biết. Em không biết ha. Má con không chịu lấy. À, nên bây giờ đi rao héo hết trơn. Rồi héo rao hết trơn. Giờ bảo trả tiền. Đó, con nói rồi. Mấy cái vụ rao cỏ đi giao cứ để cho con đi. Không chịu. Bây giờ để bị bơm. Rồi lấy nói vô nè. Rốt rồi, để con. Sao ơi. Chị sao? Chị tính con à. Vậy sao? Vậy có nào? Đang thử rồi được không? Ra 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 ra. Vậy là bà sao bị câm rồi? Bà bị chết trong hả? Nếu theo như cái tình hình khẩn cấp này. Ngẫm đi. Không cần báo địa phương, chúng ta xông vào. Đập cửa xông vào. Chúng ta đập cửa xông vào. Hai, tôi ra. Quang. Tôi ra. Tôi ra nè. Cái giọng nó dữ, đâu có dữ ra. Rồi ra. Thôi. Cái gì? Chị nói liền luôn phải không? Rồi nói đi. Nè, tôi không lấy gì hết á. Tôi không có lấy gì đâu. Tôi đâu có đặt hàng rau. Của chị đâu? Tôi đâu có đặt rau của chị đâu. Trời nói trắng trợn. Trời ăn nói gì trắng trợn vậy trời. Đặt bên hai lửa mà nó không đặt. Đặt bên hai lửa mà. Đặt bên hai lửa mà nó không đặt. Tôi đặt xăng. Hôm bữa tôi có gà. Bữa tôi đặt gà. Tôi thấy cái ngọn lửa. Gà mới có ngọn lửa đúng không? Xăng có ngọn lửa không? Gà mới có ngọn lửa chứ. Bữa tôi đặt gà. Tôi thấy ngọn lửa tôi bấm vô. Thấy ngọn lửa tôi bấm vô. Chứ tôi đã đặt rau đâu. Em còn cười nữa. Bấm một lửa ai vậy nó ra hai lửa. Kiều đó. Đến đây. Tôi bấm một lửa ai vậy nó ra hai lửa là bà. Nè, đừng có nói gì, đừng có lật lọng như vậy. Thôi, vậy sao? Chị lớn rồi, chị đừng có ăn nói như vậy. Không có được đâu. Nếu đặt vậy chị phải biết gì hồi chứ.
nếu đợi đặt như vậy chị phải biết gì hồi chứ. Lần này á, để cho cả nhà con cắt rau thu hoạch sắp xếp đầy đủ hết rồi, chở tới tận nhà, vì nói là gì không lấy, như vậy là bơm hàng, cái tội này tội thất đức. Rồi chị mới đền bù thiệt hại phân nữa. Chị phải chửi vậy là như là chị phải đền bù thiệt hại phân nữa. Con không lấy hết đâu. Được rồi, bây giờ con chỉ đền cho gì, con đền chị thiệt hại một nửa thôi, 50%. Không lấy. Không đền. Được vô. Ai? Ai? Không đền. Không đền. Đánh ra. Hả? Hai, ba, hai lửa, sáu mà không ra tôi đập ra rồi. Cả nhà cứ đứng ở phía dưới để con lo. Cả nhà cứ đứng quanh. Cả nhà cứ anh xử. Cả nhà cứ đứng quanh bên phía dưới này để cho anh lo. Sáu mà không trả. Rồi chị coi. Rồi cho con bị đánh vậy. Không thích. Không, cái này anh xử này hết. Không được nhiều đâu. Bây giờ xử đến này, nè phối hợp anh này. Xử đi hoàn tất. Nè, xong. Đó, giao sáu, sáu à. mày đừng xuất hiện xuất hiện kiểu cộc cằn mày ha. cái gì sao trời ơi, sáu với hai lửa là hàng xóm với nhau mà, con cũng là hàng xóm sao à, mình thề dịu nó tốt quá mà lấy cái nửa giá à, thôi sáu có trả không giáo không thì vô lấy tiền mày được. Mình đi vô, mình đã bày trọng. Cảm ơn Sáu. Sáu ơi, có trả không? Cái gì vậy? Cái đầu cổ tôi đó. Đầu kỷ niệm đó. Đầu cổ con nhà xuống. Em nghĩ là quăng ra hay luôn. Rồi quăng luôn. Rồi quăng bùm. Cái gì vậy? Rồi có trả không? Tiếp, nhắc xeo, nhắc. Rồi có trả không? Đánh đập luôn rồi đó. Rồi có trả không? Không, xem là cái đường. Có trả không? Còn cái gì có đập không? Có đồ để cho nó. Vẫn im lặng, vô tiếp. Ê, trả, đúng không? Trả, còn cái bình bông là trả rồi. Trả là trả. Trả rồi. Bình bông là hai mà cái gom hết, em gom hết. Em muốn gom hết là một cái. Hai lần rồi, ok, trong đó là hai bình bông. Rồi, tôi trả. Hai bình bông cái TV. Đúng rồi, chị đậu đi. Mày ra bình bông mày cắt. Rồi chưa la trả nè. Bình bông bẻn rồi xong. Cái cổ của nhà tôi đó. Có trả không? Không trả. Vẫn không trả. Trả. Không trả là mới mang xem TV ra. TV đừng xử lý TV. Đi của tao thì bể. Không, em bưng lên. Để bụng lên chứ. Trả. Là nó vô nó bưng tivi. Ra đầu là hai cái bình bông. Bắt đầu nó đọc hai bình bông. Hai bình bông nè. Đó, đồ cổ của gia đình tôi đó. Trả không? Đâu phải đồ cổ, mình đâu mới sợ rồi. Mới sợ rồi. Sao đập đồ nhà tôi? Vì nó gài hết không? Không, trả không? Vô đây. Vô, lấy tivi ra, đặt với đồ cổ. Chưa đập đâu luôn, đẹp rồi xong tiếp. Trả không? Bây giờ có trả hay không? Trả. Đốt nhà bây giờ. Rồi tép cái gì đó. Đơn giản nhưng mà đâu có cần phải la lớn. Đâu cần xử lý bằng tay đâu. Đâu cần xử lý bằng tay. Rồi tép cái này. Đưa tiền cho Diệu nè. Rồi cái nếm đủ rồi, cảm ơn Sáu. Cảm ơn Sáu. Đấy. Rồi lát nó đưa. Đủ. Cảm ơn Sáu. Rút quân. Rồi tất cả lên xe. Má ai đó. Cái con không nói được. Rồi má ai. Rút quân. Ok, nhớ mi này. Cái giỏi quá. Rút quân. Rút mi ha. Chúc mày. Đây là diễn trận, xử lý nhiều tiền. Đưa nó tuần lại rút quân đi. Cho hai đứa. Rồi, tuần tết. Đây, bên đây, rút quân hết đi, cái này chắc xử lý. Thể hiện mà, xử lý. Cái này chắc xử lý bằng gác thì ha. Em chạy được không? Để vô đây đúng không? Mở cửa luôn kìa mấy đứa. Nhưng mà rồi, lúc ao thì ao ra. Trong tương lai của anh ao thì ao cung đi. Ao cung là leo lên đi, bắt đầu anh sẽ cắt máy chạy chạy ra thôi. Em thấy trong tương lai của em vô nha. Đợi mấy đứa cứ nói đi. Em thấy trong tương lai của em. Tiếp con đi tiếp. Đợi này hả? Rồi tiếp. Nước khoáng là có gì nữa. Anh á, bớt. Rồi. Ừ. Anh tập đồ của ta. Vậy cho hồi em thối lại cái này đầu tiên, cái này đầu tiên. Cho em thối lại cho bà đi. Này con đền cho dì Sáu nè. Em có đền bắt em đền. Anh vô bớt là đền nè. Nói đi. Sao em thấy anh lấy trong tương lai của em thế nào? Anh đền dì Sáu đi. Đền cái tivi với lại mấy bình phong cái gì Sáu? Lẹ. Nếu như mà không đền nó coi, nó con. Nếu ông không đền nó con. Nếu cha nội này mà không đền á, Sáu nói con nha, con xử cho. Rồi tép, hết chưa? Rồi chưa? Ủa, rồi, anh thôi nợ cho em mà. Rồi chết, chơi. Rồi, giờ vô nè. Giang ơi, qua đây Em đừng nói nữa được mà. Tụi tôi đã vô tới đây rồi, bà khỏi trốn nữa. Nó nội cung rồi. Nha. Đây ba người đứng đọc. Là tép, đốt nhà. Là tép, đến đây. Nói đi, nói. Tụi tôi đây.
Rồi diện phán nè, diện coi nè. Rồi, quản lấy rồi. Rồi đang bị chụp hình, đang bị chụp hình mà con ơi. Đưa xin đế con coi gì xin. Rồi, ta đến đây là nói đi. Ủa tôi đã vô cái đường rồi, bà phải trốn nữa. Tiếp, bà ra liền đi. Không. Bà lấy được không bà? Bà lấy được không? Ăn bình thường. Rồi, bà ra liền đây, tiếp. Bà ra đi. Bà tiếp. Bà đâu? Chắc bà. Diệu vô nè. Diệu, Diệu, bà gán đâu? 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 Bà gán rồi, Diệu chưa giọng bắt ba. Bắt rồi. Rồi, Diệu ơi, ba gác đâu? Diệu ơi. Ba gác ở đây nè. Đẩy đầu vô thôi. Đẩy ra được chạy. Về làm tiếp. Đẩy rồi, rồi bay, rồi bay. Anh ơi, để mình bóng anh làm rớt luôn hay là sao có điểm nào để rớt không? Đúng rồi đây nè, chứ đâu gì không? Mọi chỗ đó không? Trời trời. Lấy điểm cho anh cố định nha. Hả? Đi sao thôi, lấy đầu thôi ra. Ra. Được không? Em tự đi vô. Rồi. Thôi anh. Đi làm. Chào phụ rồi. Em không tên, không thấy em. Thấy đồng xe thôi. Rồi, vô cho đi. Tôi lại, tôi lại. Mừng nha. Rồi, 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 ok. Má làm cái gì mà con đi từ đầu ngõ không? Cái tiếng của má ác luôn, cả tiếng buồn của con luôn á. Nãy em đứng đây bắt đầu không nói gì á. Bà trả tiền thôi ạ. Tiền gì? Bà tiêu tiền rau đó. Tiền rau bà. Ok. Dấu. Hôm bữa đó, bà đặt rau của má con trả rồi, bà không lấy. Rồi hả? Lướng tới được á nha quạt. Rau hứa trơn luôn. Má con đã kêu rau trả tiền. Lướng tới giật phải á là ok. Để con. Đó thì con nói ok rồi, ok. Ví dụ mà giao rau này ngó này kia để con lo. Không chịu, kêu phụ 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 rồi giờ người ta bơm hàng rồi chứ hết chưa? Em đứng đó nói luôn nha Trâm, đứng đó nói luôn, quạt quạt quạt. Trâm, Trâm, nói qua đây nè Trâm. Tôi lại không? Tôi có bả lửa nè. Được không quạt? Chị phải trả tiền không? Chị qua đây nè. Cả sáu. Đúng rồi, Diễn. Năm miền chính nha. Ăn gian cho nó bắt em luôn. Cả sáu. Bây giờ bà có ra trả tiền không? Tôi có bả lửa nè, tôi không có vừa đâu nha. Cái tội gì chứ, tội bơm hàng là cái tội thấp đó. Chắc bà ngủm rồi, chắc bà cầm rồi. Bà cầm rồi. Chắc bà bị cầm rồi. Ba mấy cho ba ngủ nè, ba ngủ nè. Ba ngủ rồi. 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 Rồi, cắt sao cháu đặt ra rồi đó rồi. Cắt đi. Cắt ha. Đây là được rồi. Rồi chơi chơi mau. Má nhảy. Trời ơi. Cái đó lòng tiếng, cái đó lòng tiếng. Má nhảy. Ngủ chạy. Lùi à. Má nhảy. Má rồi, má rồi. Má nhảy. Má rồi, giữ lại nha. Còn toàn đâu? Cắt toàn đâu? Mày đét. Mày chạy. Mày chạy. Bà sao? Tụi tôi đã vô tới nơi rồi, bà có chịu ra hay không? Từ ngoài anh xem vô. Lôi má, lôi, 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 lôi. Bà sao? Tụi tôi đã vô tới nơi rồi, bà có chịu ra trả tiền hay không? Không ra hả? Tôi đốt nhà bà đó. What? Bà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Khoan là Diệu thôi á. Khoan. Lôi. Bà có chịu ra không? Nghe tiếng xe từ xa nha. Nghe tiếng xe trước từ khoan. Dễ. Bà có chịu ra không? Tôi đốt nhà bà đó. Khoan. Làm cái gì mà má la làng ra xóm lên vậy? Con đi từ đầu ngõ mà cái tiếng của má ác cả tiếng buồn con luôn á.
Khoan, một giây, rồi. Có chuyện gì thì bình tĩnh nói, mới làm gì mà đang làm cái gì của em vậy? Nãy giờ chị đâu có la gì đâu của em, má chạy. Gì? Nãy giờ chị có la gì của em? Mà có chuyện gì thì mình từ từ nói, chuyện gì vậy má? Bữa trước đó. Chuyện gì vậy má Tư? Bữa trước đó, bà đặt ra của má con, bà Sáu rồi nè. Đặt cái đã đời rồi, má con cắt hết trơn sẵn cho bả rồi, má không nhận. Đến giờ cuối má bơm hàng của má con hư hết trơn, trọi rau luôn. Rồi giờ má con qua đòi tiền á, la sùm rác cổ luôn, má không lên tiếng. Má đi câm hay gì á? Con nói rồi, mấy cái vụ mà giao rau này kia cứ để cho con lo, cứ đòi phụ rồi giờ tao bơm hàng rồi, thấy không? Má nữa, cái gì từ từ nhẹ nhàng thôi, mấy này đẹp không? Bà Sáu ơi! Another one. Với lại mấy cái chuyện này á, má cứ bình tĩnh nhẹ nhàng với người ta thôi. Ra làng ra xóm con người tổ dân phố người ta tới người ta nói. Vì sao? Bây giờ vậy con ba. Ba mẹ cái tội tất dân. Nghĩ sao để bắt tôi qua chửi thầy? Thầy bây giờ mình. Giúp đâu con ra không? Con gái má mà. Bà sao? Bây giờ bà ra không? Bà tất rất vừa vừa thôi nha. Bà nghĩ sao bà đặt hại cho đá rồi bây giờ bà không la? Trời ơi, đừng nói nhiều nữa. Tiến công. Bà sao? Bà công là đó. Bà công đó, má chạy. Giúp đâu không? Bà nói chắc trong nhà nó chịu được bà công luôn hay gì đó. Chắc nó ngủm rồi đó. Tiến vô! Tiến thôi! Chưa. Nói nhanh đi trời, cái này tiếng tối nhanh mà. Với tình hình khẩn cấp này không cần báo cáo tổ dân phố, chúng ta xông vào! Xông vào! Chuẩn bị vũ khí! Vì sao? Thôi nói chuyện này hoài với gì nè. Vì để cho con với má con rác cổ quá rồi. Vì đặt rau xong, tại sao gì không nhận? Trời đất, má, má giải quyết giùm con má. Sao bà ăn nói ngang ngược kìa bà? Bà đặt rau nuôi rồi bà nói bà không đặt rau là sao? Tôi đặt ra, tôi thấy lửa. Tôi bấm vô một lửa, ai nhà nó nhảy hai lửa. Chứ tôi đâu đặt rau. Vì sao? Nếu như mà dì lỡ đặt rồi, dì biết là sai thì dì quỷ. Tại sao dì không quỷ? Để đến khi má con, dì con giao rau tới đây rồi dì mới quỷ là sao? Bây giờ Ngọc... Khoan. Ok. Rồi tới chị đó. Đâu đó, giờ tới ai đó chứ không phải chị đâu. Không, xe mới chạy qua mất tiếng chị. Bình tĩnh. Má hai, mua
liền. Đấy, rồi. Làm lại tiếp nha. Qua đây. Tiếp luôn cầm. Lấy hết luôn rồi. Rồi bây giờ từ cái gái nha, Cường vô lấy máy này, Cường đứng sát vô nha. Rồi Giang, Giang từ bay lên đi Giang. Giang từ bay lên đi. Từ bay lên Giang. Rồi múa bay lê vậy á, đá đá vậy á. Cường nghe nói Cường. Lùi. Rồi gia đình bước vô nè. Rồi Cường, đây là Cường, chút nữa đây là Cường. Đây nè, đúng rồi. Ok rồi, đây nè. Em làm được. Cái này đây. Nè, nè, thấy không? Thấy hết á. Rồi, gia đình phía sau dồn vô. Nè, Cường vô, chạy qua bên đây nè, gia đình. Nè, lúc Giang nè, diễn nè. Giang, bà dẫn mặt tôi hả, bay lên đánh. Bay lên đánh, quê gia đình bay qua kia. Miếng nữa. Ok. Mai Ngọc. Đánh một cái là bái. Để máy ra, em xong tới tắt. Để máy ra, tập trung mọi người. Thấy bơm vậy? Để máy ra, nói ra, lên. Mọi người qua đây là thấy máy ra. Ba người vừa thấy máy ra. Để xem máy ra, ok. Rồi đó, chuẩn bị. Múa ba lê vậy nói đi. Rồi chuẩn bị. Rồi bây giờ diễn, Giang nói nè, xong lên. Xong lên. Rồi ba người chào qua bên để đó ha. Giờ ôm má lại đi con. Cường vô khoan ha. Má chạy. Chạy máy. Diễn. Xong lên, xong lên. Ba ơi, con tôi Giang cậu bên kia xong lên đi em. Để ba vô ôm má lại con nha. Xong lên thì xìu chị Giang nha. Xong lên mạnh. Qua đây ba người qua đây. Qua đây chào vô. Chạy vô. Hả chạy. Yeah. Xong lên. Xong lên. Xong lên. Trời ơi. Gì sao. Gì sao. Tất cả bình tĩnh. Tất cả bình tĩnh. Ủa má hai Cường xe điểm. Ủa má hai. Bên đây người ta tìm máy, tao dặn rồi. Anh lên ghế là mọi người dặn qua. Yên tâm, người ta sẽ tìm máy. Diễn, ủa má hai, diễn. Anh Cường vô. Vô Cường. Ủa má hai. Má hai muốn bao nhiêu? Ê. Con đi không thôi. Không sao đâu, em phải theo chứ. Không sao mà. Rồi máy. Cùi đâu quá. Diễn. Đỡ, đỡ má. Ủa má hai. Má hai muốn bao nhiêu hả má hai? Qua đây con xử cho. Chuyện này phải của anh nha. Nhưng mà để Cường nó lại cho. Chuyện này phải của anh nha. Nhưng Cường xử được. Hồi nãy là muốn gia đình có xử được hay không? Vô đây. À sao? Bà lấy rau của ta đúng không? Tôi hỏi đúng không? Bà lắc đầu à. Bây giờ tôi hỏi bà có trả tiền hay là không? Không. Nói gì sao biết nha. Cường đô á, làm gì không ai biết đâu nha. What? Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Thằng của tôi. Hả? Lại không. Sao? Con nhắc lại một lần nữa. Ông làm tới cái gì con không biết đâu nha. Con la nó cũng đã bể rồi, bây giờ có trả tiền không? Đốt nhà luôn. Trả thảo. Nhanh. Móc tiền cho trả liền nhanh. Chơi lúc đầu con nó nói gia đình con nhẹ nhàng không nghe. Thấy chưa? Ngay từ đầu con đã nói được nhẹ nhàng không chịu đưa. Chứ bà lùa qua đây. Con thay mặt má con nhận. Ừ.
giảm 50%. Ủa sao đưa lại vậy? Giảm 50%. Trời ơi, giảm 50% để nó bị chứng tập có một cái bình nữa. Ai biết xung chi? Má, lấy tiền đủ rồi má. Đi về má. Đi. Má, tiền đủ rồi đó. Đi về đi. Đấy à. Má, mình lấy tiền đủ rồi. Về. Về. Đi. Em thấy sao? Em thấy người chồng tương lai của em vui lắm kìa. Bro. Anh Cương đổ bà Sáu, bà vô nhà đi. Chứ còn cái tivi chưa đời mà. Còn có miếng mà. Còn miếng nữa mà. Em thấy sự uy lực của người chồng tương lai em chưa? Ôi trời ơi. Ai mượn? Ai mượn anh tới đây đập đồ của dì Sáu? Dì Sáu, một hồi nữa dì quy ra tiền cho con bao nhiêu tiền bắt cha nội này đền không đền nó không biết nha. Nghe chưa? Tập đầu tao. Khoan nã. Đấy, tôi từng đi ngồi cắt đấy. Chị phải sợ. Hai đứa, mai ra cho đây. Chứ bệnh. Mai đây. Chết chạp đi. Mau. Em mới là người bị sợ. Em đập đồ khí thế mà. Mà giờ tự nhiên em bị sợ chị luôn. Cắt cái này nó sợ. Không sao, dễ thương mà. Anh thấy ok mà. Ok dạ. Không sao hết. Mà em bị tán, em bị sượng như mực em. Không sao, sự gì đâu. Mai dạy. Mai dạy. Ba đứa, hai đứa nói chuyện lại. Mai.